Rồi, hello anh em. Thì đang bận biểu cái công việc thôi. Sẵn đây mình làm clip để test những cái nguồn inverter 12V. 12V ra 220V cho anh em xem luôn. Để cho anh em có thể về lấy linh kiện hoặc sử dụng những cái đồ linh kiện trong đây. Cái mạch điện thoại nè. Rồi nói chung là cái này sống vuông nha. Đốt đèn với là cấp nguồn mấy cái này không dùng động cơ thôi. Ví dụ cục sạc pin, nguồn wifi, camera các kiểu là được ok nha. Thì cái này là mình tách ra để mình làm, mình lắp những bộ cực đề nè anh em. Giờ mình đang làm ha, giờ mình lấy cái mạch này ra mình sẽ tích hợp vào đây. Ghép vào đây cho bộ cái đề khách sử dụng. Cái bộ này là hoàn thiện 1.350.000 anh em. Còn bộ cái đề này 4-1 của anh khách gửi mình đóng. Cái này là cũng BNL. BNL 4-1 bơm hơi nè, đèn LED, rồi kích đề, zin nó là sử dụng cái bình ắc quy 10A. À, khách dùng động từng đem cắt chừng từng lễ đem ra là đề đâu nói, đó là nhược điểm của ắc quy nó vậy đó. Còn pin đóng thì anh em để vài tháng được ha, một năm không hư. Chung là lên pin thì anh em nên sạc xả nó ha, mình sử dụng bây giờ mình tích hợp thêm cái mạch này sẵn thôi để cho anh em sử dụng, để tích hợp mạch sẵn thôi đem theo là dự trù sẵn thôi. Pin này pin siêu xả với 10 ha, đóng vô đây cũng với 10, đóng cho khách 16A. Là tức là 3S4B. Rồi giờ mình test cái mặt sạc điện thoại của hàng linh kiện trong đây nha anh em. Mình bán cặp này là một cặp như thế này có 50.000. Rẻ như cho thì. Còn cái đồ linh kiện này, bốn mặt linh kiện này 40.000, tại cái này là có một, cái này là hai cái nha anh em. Cái kết cấu của nó thì nói chung là có phần cái mặt nạ, còn cái phần đuôi nó là cái mặt inverter luôn. Nhưng mà mình mua được linh kiện thôi. Nói chung lấy linh kiện trong đây thì mình lấy được rất là nhiều thứ anh em. Giờ mình lấy cái này để mình lột lấy lên cho anh em xem, rồi mình giới thiệu anh em cách sử dụng các kiểu cái loại này. Cái này thì một cái mặt như này là 40.000, để lấy ra cho anh em xem để mình lấy được những gì nha. Mà năm nay mình tháo khá rồi để mình đóng đinh tinh anh em, đóng mấy kích cá mình cũng đem một led ra. Rồi đóng mấy cái này cũng mấy cái đề mình cũng lấy mấy mặt led, lấy cái dắt sạc 40.000. Một tấm như thế vậy là 40.000 nè. Một cái mặt led, một cái dắt điện thoại, dắt sạc điện thoại nè. Led pha anh em. Cái này có báo volt 7 từ 7V tới 72V lên anh em, nó xịn cho đó. Công tắc này, cái dắt này 5.000 cái, 5 tới 7.000 cái. Còn mấy cái này mình chưa dùng tới. Hai cái dắt cắm điện nè, thì mình lấy cái mạch đó ra mình cần cấp nguồn vào cho anh em xem đó. Mình đang sạc cho cái máy đo nội trở, giờ mình sạc cho cái bút sạc dự phòng nè, nó đang dòng 0.7A đó nè, thấy chưa, 0.7. cái này thì tại vì cái bút sạc mình nó đầy nè, nó đầy rồi nó ăn dòng khoảng 1.3 ha, chứ mà nếu mà nó cạn á, nó dòng tới 2.000 lần, cho nên nạp điện thoại nó cũng khá là nhanh. Bóc sạc này đầy 100% nên dòng nó sẽ giảm còn 0.3, còn nạp qua đây chắc khoảng 2.0. Cục pin sắt này luôn đó, cục pin sắt có 5A thôi. Giờ mình lấy từ nguồn từ bên đây, giờ mình cấp nguồn qua cái thằng 12V này nè. Khi anh em cấp nguồn vô anh em mới sử dụng nha, chứ không phải anh em cấp nguồn như thế này là nó chưa có tải, là anh em đo volt nó không có chuẩn đâu nè. Mình sạc bằng cái sạc 12V, sạc cho cái cục pin vuông này. Pin này 30A lần nha nè. Đồng hồ khi mà cấp vào đây là nó có ăn tải rồi nè. Đó, ăn tải 0.1A ha. Còn cái đồng hồ bên kia là mình đang đo đi sạc hai cái máy đo nội trợ và cục cái sạc dự phòng. Nè, nó có điện rồi nha. Cái này là anh em có đâu, bình sử dụng bình ắc quy cũng được, hoặc có những cái pin 12V cũng được ha. Này mình nạp anh em thấy nó ăn dòng lên nè, nó đỏ nè nha. Cục sạc này là 12V 5A, tức là pin 3S 12V 6 anh em, đó nó ăn dòng lên nè. Đó, cái mạch hoạt động và nó sẽ ăn dòng qua ắc quy bên kia. Cái nào vào đây cục, cái này là 5A anh em, cái sạc này sạc 5A. Anh em thấy hồi hiểu hết rồi. Nói chung là này dùng để chữa cháy đó là ok nha. Chứ cục pin là 3.3, thằng kia có 5A thì đương nhiên nạp vào đây là không được, không đủ để nạp tí xíu là sẽ hết phần nhỏ.
hiểu chưa, anh em hiểu chưa, vấn đề đó hay chứ thằng lớn đem nạp nhỏ được. Và cái này là điện áp 12V, mấy cục này là 12V thì anh em dùng là chữa cháy cho những pin 3/7, tại vì điện áp khi rớt vô 12V đó, thằng này nó sẽ cấp yếu dần nha. Ví dụ như cục cái nguồn inductor ở cái cục sạc này nó auto volt thì không sao, những cái mà 220V chỉnh nó chỉ xài một hệ là 220V nó thôi thì anh em sẽ nó sẽ không đủ volt. Còn những cục sạc này ví dụ như auto volt là 100 tới 240 thì điện áp nó khi mà dưới 12V 11V nó thì nó cấp vào đây 100V, nó vẫn đủ điện để nạp cái này. Như inverter là ví dụ những cái nguồn, ví dụ như cái tivi nhà anh em nó là 100 240 nè, mấy tivi led đời mới bây giờ, những cái cục nguồn wifi nó cũng 100 tới 240 nè, nói chung rất nhiều thiết bị để là auto volt là như vậy nha, 100 tới 240V. Còn cái nào nó điên gì 220V đó thì nó sẽ kiểu như là nó khi mà điện áp cục pin mình cấp đó, nó sẽ rớt về 12V là nó sẽ đương nhiên điện nó cấp vào đây, nó sẽ ra ví dụ nó 220V thì điện áp đầy, khi mà pin yếu nó sẽ rớt về còn khoảng 200 mấy, nó tùy theo cục pin mình còn bao nhiêu volt, tức là bao nhiêu dung lượng, dung lượng càng cao thì nó rớt volt từ từ thôi. Thì giới thiệu này cái này thì hợp mày bán cái này nhiều nè, tại vì nói như giá đồng nát rồi, còn cái này chỉ có lấy linh kiện thôi, anh em đem về chế có thể làm cái đồng hồ, cái báo volt này có thể làm cái đồng hồ đo volt, những cái thiết bị khỏi phải mua đồng hồ chuyên dụng đó, nó có nhiều chế độ đo cái dãy đo nó cũng khá là rộng. Rồi giới thiệu cho anh em những cái tính năng sơ được đó thôi để mình tiến hành vào việc thôi. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip này, anh em có nhu cầu mua gì thì anh em liên hệ nha. Còn đóng những cái pin công cụ hay cái đề cho xe ô tô các kiểu thì anh em liên hệ mình tư vấn thêm, tại giá cả nó sẽ tùy theo dung lượng anh em muốn đóng, tức là thêm pin thì anh em phải thêm tiền. Cái này thì nói chung mình đóng mấy năm nay rồi, những anh em nào làm ở nhà có xe mà ít đi á, và anh em làm dịch vụ á, thì anh em mới thực sự cần thiết á. Còn những anh em nào đang có mua xe mới bình mới thì nói chung là anh em chắc lúc đó thời gian đầu anh em sẽ không cần đâu, khi mà thời gian mà để ắc quy nó xuống rồi á thì anh em mà cứ nằm đường một lần là anh em sẽ sợ, chứ kiểu như là chưa đi mưa chưa biết lạnh á. Còn như bình thường thì anh em không có cần đâu, thì chung cái này dự trù, ít khi nào dùng tới lắm, nhưng mà cần là có. Ví dụ anh em đi du lịch Nha Trang, Đà Lạt này nọ, khi mà anh em đậu xe qua đêm này nọ, sáng ra đề không được, anh em phải kêu cứu hộ hoặc là nhờ những người khác. Còn cái này anh em dự trù sẵn là anh em khỏi phải lo lăng tăng về cái vấn đề mà xe mình nó hết điện này nọ các kiểu ha. Tại vì xe đời mới bây giờ nếu mà không có nguồn cấp của pin thì đương nhiên là nó sẽ không có hoạt động ha. Remote các kiểu này nó là coi như là mình thua nó. Rồi nó sơi thôi để anh em hiểu thêm cái những tính năng và những sản phẩm này nó hỗ trợ trong cuộc sống của mình nó như thế nào. Rồi bye bye anh em ha.